Bà Sơn xin chào bà con. Bà con mình có thắc mắc là lỗi của máy đo huyết áp ôm rong mà báo hiển thị lỗi E1 là gì? Đó là do chồng vấn nó không có được bơm phòng lên ha. Và bên cạnh đó E1, E2, E3 là những lỗi gì thì bà Sơn có những video riêng, và có thể những hãng khác, những model khác bà Sơn sẽ có những video phù hợp. Nên là cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn có thể tư vấn cả nhà mình kỹ hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại cái dòng vấn không phòng lên mà báo lỗi E1 là gì. Có nghĩa là chúng ta đã bỏ pin vào rồi, máy hoạt động tốt rồi, có nút nhấn điều khiển đàng hoàng, nhưng mà bấm máy nó chạy lên và nó báo E1. Có nghĩa là hơi không có thổi phồng cái dòng quấn này lên. Thứ nhất là mình coi mình có đeo đúng hay chưa, mình có đeo dòng quấn vào đúng hay chưa, đúng tư thế chưa ha cả nhà. Cái thứ hai là mình sẽ nắm chặt cái dòng quấn lại và mình bấm đo để thử xem cái dòng quấn nó có bơm phòng cái tay mình ra hay không ha. Nếu mà cái dòng quấn nó bơm cứng lên và mình nghe cảm giác nó xì, tức là xì dòng quấn, thì mình sẽ ra cửa hàng mình mua dòng quấn khác ha. Và cái thứ ba là mình coi các cái chỗ khớp nối như thế này nè, nó có khít chưa, và cái cọng dây này có bị xì chỗ nào hay không. Đó. Thì cả nhà mình nhớ chú ý lại ha, là cái dòng quấn này coi nó có bị xì hay không, thứ nhất. Thứ hai là đúng tư thế hay không. Và nếu mà vẫn chưa được khắc phục ở bên chỗ này thì mình có thể tới cửa hàng để mình nhờ người ta cho mình cái dòng quấn mới để mình thử. Nếu mà dòng quấn mới đeo vào được thì mình mua dòng quấn là xài. Còn nếu mà lỗi không phải do dòng quấn thì do bên trong máy bên đây thì mình sẽ gửi đi bảo hành cả nhà ha. Đó là lỗi E1, chúng ta không có thể tự sửa ở nhà, mà chúng ta chỉ có thể xem cái dòng quấn mình đeo đúng hay chưa là cách số 1 tại nhà. Còn cái thứ hai là mình kiểm tra dòng quấn có xì hay không thì mình có thể ra đến cửa hàng để mình thử và mình mua dòng quấn mới. Và nếu mà lỗi do máy thì mình gửi đi bảo hành thôi. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nghe. Có gì thắc mắc về tất cả các thiết bị y tế và cách lựa chọn thì cả nhà mình có thể gọi trực tiếp vào cái số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn cả nhà kỹ hơn. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.